chào các bạn nhở các bạn nha Hello các bạn nha. Chào bạn Ngọc Kiều nha Các bạn mới vào thì thả tim với chia sẻ like cho anh nhá. hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn uh, phương pháp uh, biến đổi biến số nhá. Lớp 12 à đúng rồi lớp 12. Lúc nào đăng lại vậy à Mai đăng lại nhá. Được chưa? Toàn mấy à toàn lớp 12 nhá. Chào bạn uh... Nv nhất nhá. Ok chưa? Các bạn mới vào thì thả tim mới chia sẻ like giúp anh nhá. Các bạn nhá. Ok chưa? Hôm nay thì anh sẽ thiệu chào bạn Tun nhá. Chào bạn Tun nhá. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp đó chính là phương pháp uh, biến đổi biến số và nói chung là tích phân từng phần hàm vật dụng cao anh có vợ chưa chưa em chưa lớp đây lớp 12 nhá các bạn mới vào thì thả tim chia sẻ like giúp anh là cho lên uh, một hai cái tin thì uh, anh giảng đi uh, ok học thôi à uh, ok nhá các bạn làm thì nhớ comment đáp án nhá thấy chưa làm thì nhớ comment đáp án nhá có múa cột được không á uh? tí nữa thì rơi một cột nhá được chưa các bạn nào thì nhớ comment đáp án nhé Câu số 1 nè Câu số 1 yeah. Sau đó thì anh sẽ hướng dẫn các bạn uh, bấm máy tính nhé yeah. Ok bạn Thúy Hà nhé Anh có, có học không? Có, có nhé yeah. Chào bạn Đỗ H đi đây. Chào bạn Đỗ HK nhá Anh like sớm quá à Like sớm thì các bạn đi học đúng không Nào câu số 1 là Biết ép lớn là một nguyên hàng của hàm số này Và tròn này đúng nhỉ anh sẽ hướng dẫn các bạn bản chất nhé Sau đó thì anh sẽ hướng dẫn các bạn uh, bấm máy tính Được yeah. chưa? Thì bạn biết F lớn là một nguyên hàm đúng không? Thì bạn nhớ này là nguyên hàm nguyên hàm của Fx nhé Dx thì nó sẽ bằng là F lớn x cộng với C. Đúng không nhỉ? Thế bây giờ người cho Fx là bao nhiêu đây? Là x trên cho x bình cộng 1 đúng không? Vậy chính là bằng nguyên hàm của x trên cho x bình cộng với 1 Dx nhé Được chưa? Đấy, thế bây giờ các bạn sẽ xem gì đây. Câu này sẽ hướng dẫn các bạn theo hai cách nhé Thứ nhất là cách biến đổi biến số. Thứ hai là hướng dẫn theo cách các bạn là cách vi phân nhé Được chưa? Đấy thì hướng dẫn cho bạn cách một trước này sau đó thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, vi phân nhé cực kỳ nhanh luôn đấy em đang ôn thi trên đại học vẫn xem một xem là ok cả bạn thứ hà nhá ủng hộ được chưa nào các bạn để ý nhá này sẽ đặt này cách số 1 nhá đây là cách số 1 chưa đã được chưa anh sẽ đặt nhá đây là đặt tí đây bây giờ anh sẽ đặt thằng x bình cộng 1 đúng không tức là cái thằng mà mẫu nhất này đấy thì anh có đặt là x bình cộng với 1 nhá được chưa đặt x bình cộng 1 bằng t Đấy, thế bây giờ anh sẽ tìm gì đây? Bây giờ anh sẽ tính đạo hàm hoặc là các bạn sẽ vi phân nhá. Thế anh tính đạo hàm ra, thì x bình cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng 2 lần x dx. Đúng không? Vậy t lấy đạo hàm thì bằng 1 đúng không? Vậy là dt. Được chưa? Đấy. Rồi thì các bạn để ý này, Thì mình biên đổi nhá. ở đây nó xuất hiện là x dx đúng không? x dx. Vậy thì ở đây nó chính là x nhân dx thì bằng dt chia 2, được chưa? Mình sẽ chia hai lần đây. Rồi thì bây giờ biểu thức của mình là nguyên hàm của x trên cho x dx đúng không? Trên cho x bình cộng với 1 Thì bằng gì đây nào? Nó bằng gì đúng không. Vậy chính là bằng dt chia 2 nhá Được chưa? Đấy, trên cho mình đây X bình cộng 1 thì mình đặt gì đây? Là t Đúng không? Vậy là t Được chưa? Đấy Vậy nó chính là bằng gì đây? Nó sẽ bằng là đưa 1 phần 2 ra ngoài nhá Nó sẽ là 1 phần 2 nguyên hàm của dt chia cho t Được chưa? Vậy nguyên hàm của 1 trên t thì bằng gì? Nào, nó bằng 1 phần 2 nhá Nguyên hàm của 1 trên t thì bằng len của t đúng không? ln của t. Yeah, và cộng là C. Đấy, vậy ban đầu mình đặt tí này. Ban đầu đặt x bình cộng 1 là t, đúng không? Vậy thì biểu thức của anh nó sẽ là 1/2 ở đây. của x bình cộng với 1 và cộng với C. Yeah. Đấy, vậy anh có ngay hàm số F lớn x thì bằng 1/2 len của x bình cộng 1 cộng C nhá. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu chưa? Bây giờ đề cho ở đây? Đề cho là f0 thì bằng 1, đúng không? Đề cho là f0 1 nhá thì các bạn thay vào đây. Được chưa? Đấy, f0 1 nhá. Vi phân này ơn nhiều và cơ bản tĩnh. Được chưa? f0 1 đúng không? Thì các bạn thay 0 vào đây. Thay 0 vào nhá. Được chưa? Thay 0 vào đây thì anh được gì nhỉ? Nó sẽ bằng là f0 đúng không? Thì bằng là 1/2, đúng chưa? ln của 1 và cộng với c. Vậy ln 1 thì bằng, bằng 0. Vậy từ đây suy ra c thì bằng c 1. Được chưa? Vậy từ đây suy ra là F lớn f'x của anh ấy nó sẽ bằng là 1/2 Len của x bình cộng với 1 và cộng với 1 đúng không? Bây giờ đề yêu cầu gì đây? Đề yêu cầu là tính f của 1, đúng nhỉ? Tính f của 1 nhá. Được chưa? Nào, đề dây f của 1. Vậy các bạn sẽ thay 1 vào đây. Nó sẽ bằng là 1/2 ln của 2 đúng không? cộng với 1. 1/2 ln của 2 cộng 1 đúng không? Đáp B nhá. B nhé Được chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đây là cái cách là cách biến đổi biến số nhá. Được chưa? Đây là cách biến đổi biến số đúng không? biến đổi biến số được chưa? biến đổi biến số nhá hơi lag à? lác đâu nhỉ? được chưa? đây là cách biến đổi biến số nhá. rồi bây giờ dưới các bạn thêm cách bấm máy tính này và vi phân này có bị lác không nhỉ? ok nhá. rồi bây giờ sẽ hướng các bạn bấm máy tính này, bấm máy tính câu này nhá, cực kỳ nhanh luôn, đúng không? cách biến đổi biến số nhá, thì các bạn lưu lại này, được chưa? đấy, bây giờ sẽ hướng các bạn cách dùng máy tính này như sau đây. Thì các bạn nhớ tính chất nhá là tích phân từ a đến b đúng không? của fx dx nó sẽ bằng là f lớn của x thế cận từ a đến b, đúng không nhỉ? Vậy nó chính là bằng f lớn của b trừ cho f lớn của a. Đúng không? Đấy, thì các bạn để ý nhá. Nào, các bạn để ý này. Bây giờ đề cho là f của 0, đề cho là f0 nhá, yêu cầu tính f của 1, đúng không? Thì các bạn nắp cận vào là cận từ 0 cho đến 1 nhá của fx dx thì bằng f lớn của 1 trừ cho f lớn của 0, đúng không? Mà cái mình cần tìm là F lớn của 0 Vậy thì mình rút ra được là F lớn của 1 đúng không Thì bằng là tích phân từ 0 đến 1 Của FxD Cộng với F lớn của 0 Đúng không nhỉ Đấy vậy F lớn của 0 thì để cho bao nhiêu đây Nào lag á Sao bị lag nhỉ Được chưa Sao bị lag ở đây nhỉ Bị lag à Lag rồi nhỉ Xem vẫn ok mà Đúng không Thì F lớn của 0 thì bằng mấy đây F lớn của 0 bằng 1 nhá Được chưa Vậy chính là bằng tích phân từ 0 đến 1 của x trên cho x bình cộng với 1 dx đúng không? Và cộng cho 1. Thế đây các bạn bấm máy tính là xong nhé. Được chưa? Nhớ rồi à? Ok, là bấm máy tính à? Tích phân đúng không? Từ 0 đến 1 của x trên cho x bình. Đúng không? Trên cho x bình cộng với 1 này. Và cộng cho 1 nữa. Là xong nhé. Nó bằng là 1,346 đúng không? Thì các bạn thử đáp án B này. Mình thử đáp án B nhé. Là 1 phần 2 len của 2 đúng không? Cộng 1. Thì đúng là 1,346 chưa Đấy, vậy đắn chính xác là đáp B nhá B nhá, ok chưa Có ai thi lại không ha à? Số ơi, lại còn thi lại được Các bạn hiểu chưa nhỉ Các bạn hiểu chưa Tiếp nhá Tiếp này, câu số tiếp theo này Đấy, câu số Câu số 2 nhá Câu số 2 này là câu số 2 các bạn chọn gì À? Tìm nguyên hàng của hàm số fx thì bằng là x nhân với căn của 1 cộng x bình, đúng không? tìm uh, nguyên nguyên thằng này vừa lát quá chưa sao bị lát nhỉ có chuyên đề 25 không á chuyên đề 25 là gì ok chưa 2 cắt 6 à ok là ok nhá là câu số 2 nào không biết tại sao bị nhiên bị lát nhỉ nhé câu số 2 này được chưa tìm nguyên hàng vào số fx thì bằng là x nhân mấy căn của một cộng x bình đúng không đấy giữa các bạn thêm câu này nhá thì là tính nguyên hàm của x nhân với căn của 1 cộng x bình dx. Được chưa? Thế bây giờ sẽ làm gì đây? Bây sẽ đặt đặt thằng này nhá. Được chưa? Đặt nhá, đặt. Nào, bây sẽ đặt này. Đặt thế này, đặt thằng bên căn này. Đấy, đặt thằng căn này, được chưa? Đặt là căn của 1 cộng với x bình thì bằng t. Đấy, tới đây các bạn làm gì? Tới đây các bạn đừng có đạo hàm vội nhá, được chưa? Tới đây anh sẽ đi nguyên bình phương hai vế lên đã, được chưa? Tới đây mình sẽ bình phương hai vế lên thì anh được là 1 cộng với x bình thì bằng t bình nhá, được chưa? bình phương nó mất căn đã được chưa đấy tới đây mình mới đi đạo hàm này đạo hàm nhá Đấy chưa đạo hàm đằng này thì bằng 2 x dx thì bằng gì đây? bằng 2 t dt đúng nhỉ vậy từ đây mình rút ra được là x dx thì bằng t dt xong chưa bằng t dt nhá ok chưa rồi thì đến đây đến đây thì mình sẽ làm gì tiếp này nè đến đây thì mình sẽ làm tiếp được chưa bấm máy một là tí nữa nhá cảm ơn bạn đinh vũ nhận đây nhìn chưa Đấy, thì bây giờ mình sẽ biến đổi này Nó sẽ bằng thế này, nào Nguyên hàm đúng không, của bao nhiêu đây Ban đầu mình đặt thằng này là T, đúng không Căn thằng này là T nhé, nó là T Đấy, nhân này, các bạn thấy là xdx đúng không dx thì nó sẽ là bằng thế này tdt, đúng không là tdt Xong chưa, vậy nó chính là bằng gì đây t nhân với t thành, t bình, dt Đúng không, vậy nó chính là bằng thế này Nguyên hàm của t bình thì bằng t ngũ 3 trên 3 cộng với c, đúng không nhỉ mà ban đầu mình đặt gì đây nhỉ ban đầu mình đặt t là gì đây t là căn của một cộng x bình đúng không vậy chính là bằng căn của một cộng x bình tất cả mũ 3 chia cho 3 cộng với c vậy đáp chính xác này là đang gì nhỉ c đúng không c c nhỉ c à các bạn các bạn hiểu chưa nhỉ các bạn hiểu chưa dễ hiểu quá à ok em các bạn thấy dễ không nhỉ à, cực kỳ dễ luôn nhá các bạn cách này dễ không? Đây là cái phương pháp mà biến đổi biến số nhá. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Cho chữ cô đầu à? Sao chữ là chói á? Có chói đâu nhỉ? Nhìn cũng ok mà nhá. Chắc là giảm mình sẽ giảm độ sáng đi vậy. Được chưa? Anh có dạy đến độ ôn thi đẹp không á? Có mà em. Anh còn dạy các em 2K7 các thứ mà. Anh giải thích lại á, giải thích lại chỗ nào nhỉ? À cái giấy kia em vứt đầu ấy. Được chưa? Đây nhá, thì anh sẽ làm thêm câu nữa này. Đấy, câu số 3 thì anh sẽ giúp các bạn hai cách nhá, được chưa? Câu số 3 thì anh sẽ giữ, này làm thêm câu nữa các bạn hiểu ngay thôi. Đấy, làm thêm câu nữa các bạn sẽ hiểu ngay nhá, được chưa? Các bạn vào sau thì chịu khó xem lại nhá, được chưa Xem lại ở trên cái ITB của anh được chưa? Đây thì anh sẽ làm thêm câu này nữa cho các bạn thấy này. Nhá, bây giờ tính là nguyên hàm đúng không? Nguyên hàm cốt của 5x nhân với sin x này. Được chưa? Đấy nhá. Nào. Thì bạn để ý này, anh sẽ đặt nhá, đặt này, đặt nhá. Đặt thằng gì? Đó chính là mình sẽ đặt thằng nào nhỉ? Nào, mình sẽ đặt nào đây? Anh sẽ đặt thằng cốt này nhá, cái thằng mà nó chứa nhiều này, để đặt cốt đi. Được chưa? Đặt cốt x nhá, thì bằng T. Được chưa? Đấy, thì bây giờ nó xuất hiện là cốt mũ 5. Cốt mũ 5 đúng không? Vậy thì mình sẽ mũ 5 hai vế lên. Thì anh được là bao nhiêu là cốt mũ 5 x thì bằng là T mũ 5 nhá, được chưa? Đấy, hiểu chưa nhỉ? Tới đây mình sẽ đi tính đạo hàm hai vế lên. Thì cốt lấy đạo hàm thì bằng gì đây? Bằng trừ sin đúng không? Nhân cho dx thì bằng dt. Được chưa? Vậy từ đây suy ra sinx nhân với dx thì bằng gì đây nhỉ? Bằng trừ dt nhá. Ok chưa? Bằng trừ dt. Rồi bây giờ mình sẽ biến đổi ra nè Nó bằng gì đây? Cốt mũ 5 đúng không? Thì bằng t mũ 5. Đấy vậy đó là t mũ 5 nhá. Được chưa? Nhân này. sinx dx thì bằng gì đây? Bằng trừ dt. Đúng không? Bằng trừ dt. Được chưa? Vậy nó chính là bằng trừ nguyên hàm của T mũ 5 DT Đúng không nhỉ? Hay là chính là bằng cái đây, trừ đây. Nguyên hàm của T mũ 5 thì bằng Đây nhỉ? Bằng T mũ 6 nhá Trên cho 6 cộng với C Được chưa? Nào nó bằng cái này Nào sau khi đặt xong mình phải biến đổi lại nhá Ban đầu là cốt đúng không? Là cốt đúng không nhỉ? Vậy chính là bằng cốt mũ 6 X trên 6 cộng C Cốt mũ 6 trên 6 cộng C đúng không? Là na nhá à. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Lịch học là sao à? Lịch học thì tối mai học tiếp nhá Được chưa? Bạn nào chưa vào nhóm ZL thì các bạn IB cho anh nhá Lúc nào học thì anh sẽ thông báo ở trên nhóm ZL nhá Các bạn hiểu chưa nhá? Đấy các bạn hiểu chưa? Chứ bác sĩ thì hơi xấu đi nhá Các bạn hiểu chưa? Chứ anh chắc là nhìn được đúng không? Em học với à? Ok nhá Bạn nào chưa vào nhóm thì IB cho anh nhá Nhắn qua TikTok nhá Chờ. Hết pin rồi Đây rồi nhá bạn nào chưa kết bạn phở bò anh thì, thì các bạn kết bạn phở bò nhá. Anh có dạy lý thuyết không ạ? Có vậy là đẹp ha. Trời ơi chưa ăn số đây nhá. Bạn nào bạn nào chưa kết bạn phở bò với anh thì các bạn kết phở bò với anh nhá. Hiểu chưa? Tài liệu thì anh gửi đây nhá. Khóa học của anh là bao nhiêu á? IB cho anh nhá. Bạn nào quan tâm thì khóa học gọi IB cho anh. Hiểu chưa? Rồi thì anh sẽ đây là cách một nhá, được chưa? Đấy, đây là cách một đúng không? Thì tí nữa bạn Đức Hùng IB cho anh nhá. Đây, anh sẽ hướng các bạn cách vi phân này. Đấy, đây là cách uh, biến đổi biến số đúng không? Còn đây là cách vi phân nhá. Đây, hướng dẫn các bạn vi phân này cực kỳ ngắn luôn, được chưa? Đấy, vi phân nhá. Thì các bạn nhớ tính chất cho anh này. Tính chất của vi phân nó chính là gì đây? Nào. Bài này thông hiểu nhận biết á, bài này là thông hiểu rồi, được chưa? Nào, vi phân nhá, nhớ này. Đó chính là d của f(x). Được chưa? Thì nó sẽ bằng là f phẩy Đấy, các bạn nhớ cái tính chất vi phân này nhá. Đấy, thì bây giờ bây giờ sẽ có như sau này các bạn để ý nhá. Bây giờ có là nguyên hàm cốt mũ 5 của x nhân với sin x dx đúng không? Đấy thì bạn nhớ này. Chào bạn ba chấm nhá. Đây. Lai lâu chưa? Lai lâu ở đây thì bạn nhớ nhá. Đây. Thì anh có như sau là d của gì đây? d của sin x. Nó chính bằng gì nhỉ? Nào, bằng f phẩy nhân với dx đúng không? Tức là bằng sin x lấy đạo hàm. À đâu d của cốt đúng không? d của cốt nhá. d của cốt nhá thì bằng cốt x lấy đạo hàm đúng không? Nhân cho dx. Đúng không? Vậy cốt lấy đạo hàm thì bằng trừ sin trừ sin x nhân với dx. Được Đấy, nó bằng là trừ sin x nhân dx nhé. Nào, thì bạn thấy là xuất hiện trừ sin x dx chưa? Đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ sẽ anh sẽ đưa cái thằng sin x vào trong dx này. Đấy, đưa vào trong thì bạn nhớ phải có dấu trừ ở ngoài nhé. Vậy chưa phải dấu trừ đúng không? Bởi vì nó thiếu dấu trừ này. Trừ thế này, cốt của 5x. Được chưa? D của D của cos. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu chưa? chưa? Đấy. Vậy thì theo theo công thức này Công thức là gì? Đó chính là nguyên hàm của gì đây? của x mũ n dx thì bằng gì đây? Nó sẽ bằng là x mũ n cộng 1 trên cho n cộng 1 cộng 1 c. Đúng không? Đây là công thức cơ bản nhá. Vậy nó sẽ bằng gì đây nào? Nó bằng trừ đi đây, trừ đi nhá. Cốt cốt của 5x đúng không? Cốt là cốt mũ 5 và d của cốt x thì bằng cốt mũ mấy? Theo công thức nhá. Coi x là cốt x này. Hiểu chưa? Coi x là cốt đây này, cốt mũ 6 của x trên 6 c. Đấy, sử dụng vi phân cực kỳ nhanh nhá. Các bạn thấy là mấy dòng đây? sau mấy phương pháp biến đổi biến số thì mấy dòng đây nó chỉ là hơn nhau ở đây nhá được chưa rất là cực kỳ ngắn luôn đấy anh ơi giải thích tại sao là trừ xin đấy các đây đạo, chỗ này là đạo hàm em Xong rồi em em chuyển sang đây là âm chia sang bên này là âm hiểu chưa chia sang bên nữa các bạn thấy cách nào nhanh hơn cách biến đổi biến số hay là vi phân thì nhanh hơn đúng không dùng vi phân để nhanh hơn nhá ok chưa được chưa tiếp nhá làm câu nữa về vi phân nhỉ Câu uh, tiếp theo là câu số 4 nhá. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu cách vi phân chưa? Đấy, anh làm câu nữa này, làm câu số 4 nữa nhá. Theo cách vi phân. Đặt T em không hiểu á. À, đặt cái này thằng cái thằng nào mà nhiều nhất thì em đặt thôi. Cái vụ cái thằng này là thằng lớn nhất đúng không? Nó phức tạp hơn thì em đặt. Nói chung là cứ cái thằng nào phức tạp hơn thì em đặt nhá. Vi phân hay à? Ok ha. À? Được chưa? Em nhìn chưa? Cái thằng thằng nào phức tạp hơn thì em đặt. Đấy nhá, đây là anh sẽ hướng dẫn các bạn câu số 4 này dùng vi phân này. Đấy, câu 4 dùng vi phân cực kỳ nhanh luôn. Đấy được chưa? Câu 4 dùng vi phân cực kỳ nhanh luôn nha các bạn chú ý này. Bây giờ ngay cho anh tính là nguyên hàm của 2x nhân với x bình cộng với 1 mũ 4 dx. Đúng không? Thế bây giờ các anh sẽ làm gì đây? Các bạn nhận xét nhé Đây cái chỗ nhận xét này. Anh sẽ viết hẳn ra cho bạn hiểu nhé Vi phân quá mạnh à? Đúng rồi, câu này câu này vi phân mạnh luôn. Đây, nhận xét nhá Nhận xét là gì đây các bạn để ý này. Anh thấy đây là x bình cộng 1 đúng không? Thì anh cho là d của x bình cộng 1 đi. Hiểu chưa? Đấy, anh thấy đây là x bình cộng 1 phức tạp hơn đúng không? thằng nào phức tạp hơn thì mình cho thì bằng gì nào theo công thức đó chính là x bình cộng 1 lấy đạo hàm nhân cho dx x bình cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng gì thì nó bằng là 2 x dx đúng không đấy vậy là mình đã tìm ra được là d của x bình cộng 1 thì bằng là 2 x dx đấy được chưa đây là mình có tính chất rồi nhá vậy thì anh sẽ đưa gì đây đưa thằng 2 x vào trong này đấy, đưa 2 x trong này thì phương trình của anh sẽ trở thành gì đây nào phương trình này nó chính là nguyên hàm của x bình cộng với một ngũ 4 nhân gì này? d của x bình cộng với 1 đúng không? Đấy, cái cái thằng số C này không ảnh hưởng nhá. Bởi vì khi mình đạo hàm đúng không thì nó mất rồi. Hiểu chưa? Đấy thì thế áp dụng công thức tổng quát là gì? Là nguyên hàm của x mũ n dx thì bằng x mũ n cộng 1 trên cho n cộng 1 cộng C đúng không? Thì mình coi cái x này là gì? Coi cái x là x bình cộng 1. Hiểu không nhỉ? Coi cái x này x bình cộng 1, vậy chính là bằng x bình cộng 1 mũ mấy nhỉ? n cộng 1 tức là 4 cộng 1 là 5. Chia cho N cộng 1 là 5 Và cộng với C Đấy, hiểu chưa nhỉ Slow motion anh ơi Rất là chậm rồi nhé, chưa Có phải là x bình cộng 1 đây Coi cái x này này là x bình cộng 1 này Hiểu chưa, bởi vì nó cùng biến này này Thì không phải là x mũ n cộng 1 không Là 4 cộng 1 là 5 không Trên cho n cộng 1 là 5 chưa Đấy, hiểu không nhỉ các bạn nhé Thế mà đề cho gì đây, đề cho F1 6 Đấy, hiểu chưa, F1 đoàn 6 nhá F1 6 này thì các bạn thay 1 vào, thay 1 vào nhá. Nào. Thì nó bằng là 1 bình này cộng với 1 này. mũ 5 này trên cho 5 này cộng với C. Được chưa? Vậy từ đây suy ra nhé C bằng bao nhiêu nhỉ? C thế bằng là 6 trừ cho 2 mũ 5 là 32 đúng không? 2 mũ 5 là 32 đúng không nhỉ? Ừ, ờ 32 đúng không? 3 trên 5 cái bấm máy tính nhá. Cái này trịu bao nhiêu nhỉ? 6 nhân 5 là 30 này, nó bằng trừ 2 5 Vậy thì nó tổng quát lại nó bằng là x bình cộng với 1 mũ 5 trên cho 5 trừ cho 2/5. 2/5 đúng không? C nhá, AB. À, B. B nhá. Này giống đổi biến đúng không? Nó là, nó chính là vi phân đấy em. Cái phương pháp này chính là phương pháp vi phân đấy. Thấy nhanh không nhỉ? Cực kỳ nhanh luôn đấy. Phương pháp vi phân này là nhanh. Kênh tên là gì á? Kênh ở kênh như TikTok ấy. Các bạn hiểu chưa? À, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. bạn nào mà chưa rõ cái phương pháp vi phân nhá. Thì các bạn cứ lên ITB các bạn vào kênh của anh ấy. Hôm nọ anh có một cái buổi live về phương pháp vi phân đấy. Thì các bạn xem lại phương pháp vi phân nhá. Chưa thấm à? Lại là đây nhá, làm câu 5 nữa để cho thấm này. Làm tiếp nhá, được chưa? Càng chưa thấm thì càng làm lại câu 5 nhá. IT là gì á? IT như TikTok nhá, đây. Được chưa? Nào, câu số 5 tiếp, làm tiếp. Anh có khóa vip không các? Có nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa vip thì các bạn ib cho anh được chưa? Câu 5 nào. Đây tìm một nguyên hàm của hàm số này đấy tiếp tục nhá nào là, làm một phát vi phân nữa được chưa tương tự như câu này câu này đây đấy câu này là câu này là mũ 4 đúng không thì câu này là mũ 9 đấy câu này là mũ 9 nhá đây nguyên hàm của x nhân cho x bình cộng với 1 mũ 9 dx đúng không đấy các bạn ý nhá nào cái dòng xanh được chưa nhận xét nhá nhận xét nhá nào nhận xét là gì đây là d của fx được chưa thì bằng là f phẩy dx được chưa đấy, đấy. đấy. Được chưa? Nào thì bây giờ anh thấy đây là gì? Anh thấy đây là x bình cộng 1 đúng không? Thì anh cho là d của x bình cộng 1 đúng không? Thì sẽ bằng là x bình cộng 1 lấy đạo hàm nhân cho dx. Vậy x bình cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng 2x nhân dx đúng không? Vậy từ đây anh có cái d của x bình cộng 1 thì bằng 2x nhân dx. Đấy, bằng 2x dx đúng không nhỉ? Nào. Thì bây giờ các bạn sẽ áp dụng vào cho anh nhé. Tức là anh sẽ đưa cái thằng gì đây? Đưa cái thằng x vào trong này. Đúng không? Đưa thằng x vào trong này. Nhưng mà bạn để ý này. Ở đây nó thì đây, ở đây nó chỉ xuất hiện là x đấy x, đúng không đúng không? Vậy tương đương anh hệ chia 2 nhá. Chia hai đúng không? Chia 2. Thì anh được là 1/2 d của x bình cộng 1 thì sẽ bằng là dx. X. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, bởi vì ở đây trong đề này nó xuất hiện là dx x thôi. Vậy nó bằng thế này nào. Nó sẽ bằng là 1/2 đúng không? Mình đưa ra ngoài nhá. Thì thằng x bình đúng không? x bình cộng x bình cộng 1 mũ 9 này nhân với d của gì đấy? d của x bình cộng 1. Đấy, b ạ à đúng không? Đấy các bạn, các bạn hiểu được cái phương pháp của anh là rất là nhanh đúng không? Nào. Theo công thức là gì đây? 1 phần 2 nhá, nhân đi đây, đây. Theo công thức là gì? Nào, công thức là gì? Đó chính là nguyên hàm của x mũ n đi thì bằng x mũ n cộng với 1 trên cho n cộng 1 cộng c. Đúng không? Vậy n đây là mấy đây? n đây là 9, đúng không? Vậy tức là x mũ 9 cộng 1. 9 cộng 1 là 10. Trên cho n cộng 1 tức là 10. Và cộng với c. Vậy đó chính là bằng x bình cộng với 1 mũ 10 trên cho 20 Cộng với C Ok chưa nhở Đấy Vậy anh có ngay F của anh nhá Thì bằng này Bây giờ đề cho là như Đề cho là F0 Thì bằng 21 phần 20 Đề cho F0 nhá Thì bằng 21 phần 20 Được chưa <laughs> Mấy bài này vi phân nhanh lắm Đúng rồi Các bạn sẽ thay 0 ở đây Thay 0 ở đây nhá Được chưa Thì nó bằng bao nhiêu nhỉ 0 bình này Cộng 1 mũ 10 này Trên cho 20 Cộng với C Vậy từ đây suy giá C bằng 1 nhá C bằng 1 đúng không? Đáp B nhỉ, B. B nhá. Các bạn ngấm chưa nhỉ? Ok chưa? Các bạn ngấm câu này chưa? Các em ngấm câu này chưa? Câu này ngấm chưa nhỉ? Rồi ạ, à, ok nhá. Các bạn nào các bạn nào chưa không Dấu hiệu làm vi phân này thì bản chất của nó tức là cái phương pháp biến đổi biến số ấy. Chưa hơi hiểu à? Hơi hiểu thì về làm lại là hiểu ngay. Đấy, bản chất của vi phân á, bản chất của vi phân nó vẫn là cái phương pháp biến đổi biến số thôi. Đấy, nó vẫn là cái phương pháp biến đổi biến số thôi. Mà cái vi phân này học từ lớp 11 rồi nhá. Học từ lớp 11 đấy. Cũng hiểu à, câu khác nữa. Đây câu này nữa, câu câu 6 này nữa, được chưa? Anh đảm bảo là câu 6 này nữa các bạn mượt như sân siêu luôn nhá, được chưa? Mượt như sân siêu luôn, được chưa? Câu 6 nhá. Nào. Câu 6 sẽ mượt như sân siêu luôn. Đây này. Bên anh có nhà là... nhớ nhá, công thức là gì? Là nguyên hàm của e mũ x dx thì bằng e mũ x cậu c nhớ chưa đấy các bạn hãy nhớ công thức nhá đấy nhớ công thức này đã nhớ chưa nào thì bây giờ anh có đi sau các bạn nhận xét nhá nhận xét nhá được chưa nhận xét là gì nào nhận xét là gì đây đó chính là d đúng không d của fx công thức nhá d của fx thì bằng là f X nhân cho dx được chưa đây là công thức nhá rồi thì mà các bạn áp dụng vào là d của gì đây d của cos X đúng không thì bằng gì nào d của cos X thì bằng gì đây bằng là cos X lấy đạo hàm đúng không nhân cho dx Cốt lên đại hàm thì bằng trừ sin x nhân cho dx đúng không? Thì các bạn chia dấu trừ nhá, thì anh được là trừ d của cốt x đúng không? Thì bằng là sin x nhân với dx. Đấy, được chưa? Ok chưa? Anh dạy công thức hạ bậc á, công thức hạ bậc thì em xem lại đi, được chưa? Đây, được chưa? Nào thì bây giờ bằng này. Bên anh có là nguyên hàm đúng không? Nguyên hàm của e mũ 3 lần cốt x nhân với sin x dx. Nào, nó bằng gì đây? anh sẽ đưa thằng cốt sinic vào trong đây nhá được chưa đấy vậy đó là thế này nè công thức này nhá mình rút ra đây là đây này là thế này, này, này nó sẽ bằng là trừ đúng không e mũ 3 cốt d của cốt x à nhưng mà đây là có 3 lần cốt đúng không đấy ở đây nó xuất hiện là 3 lần cốt cơ nên mình phải thêm gì mình phải thêm ba ở đây nhá được chưa mình phải thêm ba ở đây thì đây có ba nữa này đấy ở đây nó thêm 3 đúng không thêm 3 lần đây thì mình phải chia ba đây được chưa? Đấy, bởi vì xuất hiện là 3 lần cố x nhá, các bạn nhá. Đây. Được chưa? Vậy là chia 3 ở đây, 1/3 đây. Đấy, bởi vì xuất hiện 3 lần cốt x mà. Được chưa? Vậy nó chia bằng gì đây nhỉ? Nó sẽ là trừ 1/3 ở đây. Nguyên hàm của e mũ x thì bằng e mũ x tức là bằng e mũ 3 lần cốt 3 x cộng với c. Đấy, vậy đáp chính xác này là đáp gì nhỉ? Đáp B đúng không? B. B nhá. Nào các bạn hiểu chưa? Các bạn nào chưa hiểu không? B đúng không? Có bạn nhìn phát là ra B đúng không nhỉ? Nào, sao không đặt xin á? Không đặt xin á, cần gì là xin? Cốt chứ đúng không? Bởi vì nó xuất hiện là gì đây? Nào, nó xuất hiện là sin x nhân x Thì em phải đặt cốt chứ, hiểu chưa? Bạn Phương hiểu chưa nhỉ? Đấy. Tiếp nhá, làm câu nữa cho mượt nhỉ? Câu nào đó nhỉ? Câu 7 nhá Câu 7 nhá, được chưa? Câu 7 hay là câu 8 này câu 7 câu 8 câu 7 nhá làm thêm câu 7 nữa Được chưa câu 7 nữa nè câu 7 nhá làm thêm câu 7 nữa cho nó mượt nhá các bạn nhá là câu 7 nữa về lượng giác đúng không đấy ở đây các bạn thấy là cái ngoài cùng là cốt ấy cái bên trong là đây vậy thì các bạn các sẽ đặt tí các bạn sẽ ưu tiên thằng phức tạp hơn nhá cứ nhớ nhá nhớ dấu hiệu này đó chính là các bạn sẽ ưu tiên là phức tạp hơn vậy anh có ngay là d của gì đây d của sinh cộng với một đúng không thì bằng gì bởi vì thằng này có căn nhé thì nó phức tạp hơn, hiểu chưa? Vậy nó bằng là sinx cộng với 1 lấy đạo hàm nhân cho x. Vậy sin cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng cosx nhân cho dx. Được chưa? Vậy anh có là d của sinx cộng 1 thì bằng là cosx nhân cho dx. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ sẽ biến đổi này, các bạn nhớ công thức nhá. Nào, công thức. Nhắc lại công thức nhá, được chưa? Nhắc lại công thức này. Thế anh có là nguyên hàm đúng không? Nguyên hàm của căn x nào bằng gì đây là nguyên hàm căn x dx thì bản chất của nó ấy, nó chính là x mũ phần 2 đúng không cộng 1 vào được chưa bản chất của nó là nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 dx là nó chính là gì đấy nó chính là nguyên hàm của x mũ à đâu nó bằng là 3 phần 2 đúng không trên cho 2 phần 3 cộng mới c đúng không bản chất của công thức này nhá rồi thì bạn đi phân tích cho anh này nào đi phân tích nhá giờ phân tích này phân tích này thì bên có là nguyên hàm của cốt x nhân cho căn của sin x cộng với 1 dx đúng không? Thì bây giờ các thấy là x cố định ở đây, x x dx là bằng gì đây? Bằng d của sin x cộng 1. Vậy xin là bằng nguyên hàm căn của sin x cộng 1 nhân với d của sin x cộng 1 đúng không? Mình coi cái biến sin x cộng 1 là gì? Là biến x này. Đúng không? Vậy bằng nhiêu đây? Nó sẽ là bằng gì đấy? Bằng 2/3 đúng không? 2/3 thì sin x cộng 1 đúng không? Mua bao nhiêu nhỉ? Mua 3/2 cộng với c. Đúng không? hay nó chính là bằng 2 phần 3 của sin x cộng 1 mũ 3 lấy căn bậc 2 đúng không cộng c là a nhé a a nhá các bạn hiểu chưa các bạn thấy phương pháp vi phân này nhanh không Đấy, vi phân là cực kỳ nhanh nhá bấm máy được không ạ à? bấm máy thì anh dạy rất sau bấm máy thì anh dạy sau nhá anh ơi cái gì em bạn nào muốn đăng ký học thì lớp vip thì các bạn email cho anh nhá Sao lại là cốt của trừ đế các Đâu cốt chỉ đích đâu Cốt trừ đâu À đây cái dấu chấm à Dấu chấm nhá Công thức căn x á Là sao À đây á công thức này á Công thức này là gì đây Nguyên hàm nhá Nguyên hàm của x mũ n dx Thì bằng x mũ n cộng 1 Trên cho n cộng 1 cộng c nhá Công thức mà hai k mấy đấy á 2k 6 nhá Luôn bấm máy đi á Sợ sợ bấm máy được Hoặc hiểu bản chất thì ra chưa không hiểu vào hóa thôi hát thực ra thì cũng cần thiết thôi để xem, xem nào đó. tiếp nhá là xem câu nào nữa nốt câu nữa nha thôi vậy lúc câu 9 nữa nhá đây câu 9 nữa và form là có 2k7 à 2k7 thì mai nhá chưa câu số 9 nhá nó câu 9 nữa là câu 9 nhá vi <laughs> phân hay hơn mỗi cột à cái nào cũng hay Nói chung là cái nào có điểm hay ấy. Đấy, cái nào có điểm hay nhá. Anh có video xem lại không à? Có em. Được chưa? Cái nào có điểm hay? Câu 9 này. Tìm nguyên hàm của hàm số Fx thì bằng là x nhân cho e mũ x bình cộng 1. Đúng không? Câu 9 chọn gì nhỉ? Nào. Câu 9 nhá, nhớ này. D nhá, D của Fx, được chưa? Các bạn cứ nhớ là D của Fx thì bằng là f phẩy x nhân với dx. Thế anh có là nguyên hàm của x nhân với e mũ x bình cộng 1. Đúng không? e mũ x bình cộng 1 nhá. Được chưa? Dx. Nào, thì bạn xem nhá, vi phân à, mình vi phân lên, vi phân lên nhá. Được chưa? Có bạn chọn 9A này. 9A là sai nhá nào. Cái phức tạp, phức tạp là bao nhiêu đây? Phức tạp là x bình cộng 1, đúng không? Nào nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là x bình cộng 1 lấy đạo hàm nhân cho dx. Vậy x bình cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng 2x nhân dx. Đúng không? Đấy vậy từ đây mình suy ra là đấy đây là x nhân dx thì sẽ bằng là 1/2 d của x bình cộng 1. Đúng nhỉ? Nào mình biến đổi ra. Nào, x nhân x thì bằng 1/2 đúng không? 1/2 đưa ra đây. Được chưa? E mũ x bình cộng với 1 nhân cho d của e x bình cộng 1. Đúng không? Mình coi cái biến này là biến x nhé Được chưa? Vậy nó bằng là 1/2 thì đây. Nào. Nguyên hàm của e mũ x thì bằng e mũ x đúng không? Tức là bằng e mũ x bình cộng 1 cộng với c. C nhá, c. C nhá. M quá em tưởng dấu trừ à? Ok. Không phải cái đề này hôm qua là anh in ở nhà người yêu cũ ấy Nhà người yêu cũ kiểu mực mờ hay sao Hay là thù mình hay sao ấy Cứ nói chung là cứ in hôm nào in ở nhà người yêu cũ ấy Là bị mờ ấy Anh ở lại cho suy ra được không nhỉ cái gì? Em giác ngộ được rồi à Ok Có cái này có khác gì đặt T quá Đặt T cũng được Cái này hay lắm à Ok Lần sau thì anh không in nhà người yêu cũ nhá Cứ in lần nào là bị mờ đấy Anh ơi Anh ơi gì đấy em bạn vẫn giận này các anh ơi thì Hiểu 5 trên 10 à? Ok, bây giờ em về làm lại nữa là hiểu 100% luôn Là 10 trên 10 nhá Ok chưa? Anh ăn cơm trưa, sổ lại ăn cơm trưa Khối A có bác sĩ không á? Khối A thì dược thôi Cô em toàn dạy UV lú luôn à? <laughs> U là lú thật chứ còn gì nữa Đây nhá, anh sẽ dẫn các bạn một vài câu với tụ cao đi Nào, câu với tụ cao nhá hay là gì Hay là tại hôm nọ anh không tặng quà người yêu cũ à? Chắc là thế. Dòng 3 sao lại 1 phần 2 á? Đâu? Đấy. Mình rút ra được đây. Nhìn chưa? X, D, X, thì bằng 1 phần 2. Thì đây 1 phần 2 đây. Hiểu tại sao 1 phần 2 chưa? Đây nhá. Thầy sẽ giữ các bạn một vài câu vật trụ cao. Đây. Thấy, thấy là hiểu nhanh hơn cách múa cột à? Không, cái này khác mà sao lại múa cột được? sẽ múa cột ở đây được nè vi phân nào được nhiều dạng công bác có em là câu 16 nhá là câu 16 này chưa câu 16 này các bạn nào làm ra không câu 16 nhá nè cái dạng cái cái file đề này các bạn cứ lên phở bò anh đấy nhá bạn nào chưa kết bạn phở bò anh thì các bạn lên phở bò lấy nhá được chưa bạn nào chưa kết bạn phở bò anh thì các bạn lên phở bò lấy nhá nào câu 16 câu 16 nhá cực kỳ dễ luôn nhìn rất là ngắn luôn được chưa cho hàm số fx thỏa mãn thằng này đúng không bây giờ cho f3 và tính tích phân thằng này được chưa nào câu này là câu từng phần đúng không nhỉ đấy nè nó là câu từng phần nhá mình sẽ đặt này đặt đặt thứ nhất nhá đặt u và dv đúng không bởi vì đây là từng phần nhá nào theo các bạn đặt u ở đâu đây nè đặt u ở đâu đặt u nhá thì các bạn ưu tiên là gì đặt u là ưu tiên là thằng x đúng không đặt u là x nhá được chưa Đấy, đặt U là ưu tiên thằng này trước. DV là gì? DV thì các bạn ưu tiên thằng F phẩy, được chưa? Tức là ưu tiên là cụm này. Được chưa? Vậy DV là chính là bằng F phẩy x nhân cho E mũ Fx nhân với DX. Được chưa? Đấy, bây giờ anh sẽ làm gì đây? Bây giờ anh sẽ tính đạo hàm nhá. Thằng U, các bạn nhớ nhá. Thằng U là tính đạo hàm, còn thằng DV là lấy nguyên hàm, nhớ chưa? Vậy anh sẽ đưa cái thằng F phẩy trong đây, viết lại là U bằng x này. DV thì bằng gì đây? Bằng F đúng không? Bằng E mũ Fx được chưa? Nhân với d của fx. Nhớ chưa nhỉ? Nào, thì bây giờ nhá. Thằng u này anh tính đạo hàm này. x đối đạo hàm thì bằng 1. Đúng không? Vậy tức là du thì bằng dx nhá. Được chưa? Tiếp theo này. dv lấy nguyên hàm thì bằng v. Vậy nguyên hàm của e mũ fx nó chính là bằng e mũ fx. Được chưa? Bởi vì là nguyên hàm của e mũ x thì bằng e mũ x nhá. Được chưa? Nào, thì bây giờ các bạn sẽ theo công thức từng phần đúng không? Là gì? là nguyên hàm của VDU đúng không? Thì bằng gì? Bằng U nhân V trừ à chưa U, UV đúng không? Nguyên hàm của VDU đúng không? Thì bằng U nhân V trừ V UDV nhá, được chưa? Nguyên hàm của UDV đúng không? Thì bằng U nhân V trừ cho nguyên hàm của VDU nhá Được chưa? Đấy à, Nó bằng gì đây? Các bạn theo công thức nhá, thì anh có là tích phân từ 0 cho đến 3 của x nhân cho f phải x và nhân cho e mũi fx đấy Đúng không? Thì nó sẽ bằng là u nhân v. Nào, u ở đâu đây? U là x, đúng không? V là gì? V là e mũ fx, đúng không? e mũ fx. Thế cận nhá, bởi vì đây có tích phân đúng không? Thế cận từ 0 đến 3 trừ cho tích phân từ 0 đến 3 của v du. Đúng không? Vậy v là bao nhiêu đây? V là e mũ fx. du là du đúng không? Là dx nhá. Được chưa? Nào, nó bằng gì đây? Các bạn đến đây các bạn thay vào giúp anh nhá. Được chưa? Thì biết cái tích phân này bằng mấy đây nhỉ? Bằng 8 đúng không? Tức là bằng 8 đây. Nào các bạn thay vào thì nó bằng là 3 này nhân cho e mũ f của 3. Được chưa? Trừ cho 0, thằng này không mất rồi. Đúng nhỉ? Không? Không? Trừ cho thế này, tích phân từ 0 đến 3 của e mũ f x đi. Được chưa? Đấy, thì f của 3 để cho là bao nhiêu đây? Để cho là f của 3 thì bằng là len 3, đúng không? Vậy xin là bằng 8 trừ cho 3 nhân với e mũ len 3. Được chưa? Hay nó chính là bằng gì đây? bằng trừ tích phân từ 0 đến 3 của e mũi f(x) dx. Được chưa? Vậy 8 trừ cho mấy nhỉ? 8 trừ cho 9 đúng không? Thì bằng âm -1. Đấy tức bằng trừ tích phân từ 0 đến 3 của e mũi f(x) dx. Vậy từ đây suy ra là tích phân từ 0 đến 3 của e mũi f(x) dx thì bằng 1 nhá. Bằng 1 đúng không? Đây này. A à nhé Là câu này các bạn nào chưa hiểu không? nào chưa hiểu chỗ nào Nào, chưa hiểu chỗ nào để anh giải thích à à câu này là câu về nguyên hàm từng phần nhé cái phương pháp đổi biến số thì tí nữa anh xem lại đăng lại cho các bạn nhé ok chưa bạn nào chưa kết bạn phở bò với anh các bạn nên phở bò anh lấy nhá tài liệu thì anh gửi ở trên phở bò nhá đây nhá chỗ đề về ở đây bạn nào chưa các bạn phở bò anh thì các bạn uh, lên phở bò anh lấy nhá à bên phở bò lấy tài liệu chỗ dv à chỗ dv đúng không đây mình có cái tích phân là từ 0 cho đến 3 của x nhân cho f phải x và nhân với e mũi f x đấy đúng không đấy thì em ưu tiên đặt u đằng này nhá u là đa thức đúng không còn dv là cái cụm còn lại thì em cho thằng này thôi hiểu chưa còn đến đây là các bạn nhớ cái tính chất vi phân đúng không là gì là d của f'x. x thì bằng là f x nhân cho dx đúng không thằng này này thì chính là f x nhân dx chính là dfx đây hiểu chưa đấy vậy từ đây mình suy ra này ok chưa các bạn chụp lại chép lại nhá rồi tiếp tục về mấy câu này cũng hay phết này tiếp nhá được chưa tiếp là câu uh, tiếp theo này câu số 17 nhá. Được chưa nhỉ? Câu 17 nhá. Là câu 17. Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn là từ 0 đến pi/2, đúng không? Thỏa mãn tích phân từ 0 cho đến pi/2 của f(x) nhân cho cốt bình x dx thì bằng 10. Và f0 3, yêu cầu tính tích phân này. Đúng chưa? nhỉ? Vậy thì cái này anh sẽ đi từng phần nhá. Là từng phần. Thì các bạn sẽ đặt u và dv đúng không? Nào theo các bạn thì u là bao nhiêu đây các bạn comment nào. Theo các bạn là u u là thằng nào đây? thằng này nhá là các bạn comment là u là thằng nào thì các bạn u là thằng nào đây nào Rồi con tích phân này thì u là thằng nào cốt của 2 z à cốt 2 z à thằng nào đây cốt 2 x á là các bạn à cái phương này chứ là bản chất nó là phương pháp biến đổi số ấy. u là f phẩy á sai nhá sao lại u là f phẩy được U phải là gì? Nó phải là cốt bình nhá Như chưa? U nó phải là cốt bình Đúng không? Anh giải thích tại sao không phải là F này Nếu mà U là F phẩy nhá Thì khi mà em đạo hàm thằng U ấy Đúng không? Em nhớ là thằng U là thằng đạo hàm Còn thằng DV là thằng nguyên hàm đúng không? Nếu mà em chọn thế này Em chọn U là F phẩy Thì em phải đạo hàm nữa là F2 phẩy đúng không? MD trong này không có F2 phẩy Được chưa? Đấy vậy tại là U là cốt bình nhá được chưa? DV đó chính là gì? DV là thằng còn lại. Tức là bằng bao nhiêu nhỉ? DV là thằng còn lại đúng không? Tức là bằng f'(x) dx. Được chưa? Nào, tương đương nhé, tương đương. Các bạn nhớ là u là lấy đạo hàm. Vậy anh có du nhá, du là bằng gì đây? cosx cốt bình lấy đạo hàm thì bằng trừ -2 lần sin X nhân với cả cosx dx, đúng không? Tương tự như vậy thằng này lấy nguyên hàm. Vậy nguyên hàm của DV là bằng V nhá. Nguyên hàm của f' thì bằng fx. Được chưa? Vậy tương đương thì có chốt lại anh được là DU Thì bằng thế này. Trừ 2 lần sin x, x thì bằng công thức nhân đôi đúng không Là trừ sin của 2 dx nhé Và cuối cùng là V thì bằng Fx Xong nhá Xong Được chưa Nào Thì bây giờ mình sẽ có tích phân đúng không nhỉ là tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 của f phẩy x nhân cho cốt bình x dx. Được chưa? Bằng gì này. Nào, bằng u nhân v nhá, được chưa? U là bao nhiêu đây nhỉ? U là u là cốt bình. Đúng không? Nhân cho V là Fx Thế cận từ 0 cho đến pi 2 này Trừ tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 nhá Của V du Đúng không? V là bao nhiêu đây? Là Fx Du là bao nhiêu đây? Là trừ sin của 2x dx Được chưa? Đấy Xong chưa nhỉ? Vậy trừ mới trừ là cộng nhá Được chưa? Trừ mới trừ là cộng đúng không? Vậy đó chính là bằng cốt bình x nhân cho Fx Thế cận từ 0 đến pi trên 2 Cộng cho tích phân từ 0 cho đến pi 2 của Fx nhân cho sin của 2x Đấy. Được chưa? Thế này là xong rồi nhé Xong rồi thì các bạn có thể thay vào Thay pi trên 2 vào Thì cốt của P trên 2 thì bằng 0 Thay cốt 0 vào Đúng không? Nó bằng là trừ nhá Cốt 0 thì bằng 1 đúng không nhỉ? Vậy nó là trừ F của 0 Đấy Cộng như đây Cộng với 0 đến pi trên 2 đúng không? Của Fx nhân cho sin của 2x Đấy. Thì theo đề cho thằng này bằng mấy? Bằng 10 Được chưa? Và biết F của 0 thì bằng âm 3 Được Đúng không? Vậy là 10 thì sẽ bằng trừ 3 cộng với tích phân từ 0 đến pi trên 2 của fx nhân cho sin của 2x dx. Vậy từ đây suy ra anh gọi là y nhé. Vậy thì y nó sẽ bằng là 10 cộng 3. 10 cộng 3 đúng không? Thì bằng 13 nhé. 13 d. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Thấy hay không? Câu nói chung là câu này là mức uh, vận dụng rồi. Câu này là mức vận dụng rồi nhá. Và và là gì? Được chưa? Câu này là câu mức độ vận dụng rồi. Tiếp nhá. Làm cái câu nữa này được chưa? Câu 18 hay là câu 19 các bạn? Câu 19 này cũng có hay có trong một thi này. Ba mở anh á, đây là chờ. Chờ F0. Chờ chuyển sang đây thành 13. Hiểu chưa? Câu câu 18 hay câu 19 các bạn nhỉ? Câu 19 thì anh thấy là có hay trong bảng thi hơn này. Câu 18 hay câu 19. Các bạn thấy chưa câu nào? Anh sao lại đạo hàm cốt 2x á? Trời ơi, sao lại đạo hàm? U là lấy đạo hàm, còn DV là lấy nguyên hàm, hiểu chưa? Đấy, bạn này vẫn chưa chắc uh, nguyên hàm từng phần đây này. Câu 18 hay câu 19 nào? Nó câu nữa nhá. Thì anh sẽ like trong khóa VIP Bạn nào muốn đăng ký khóa VIP thì các bạn email cho anh nhé Anh đăng lại video này cho bọn em Ok em nhé Chưa? Câu 18, câu 19 ạ các bạn 19 à Ờ ừ, câu 19 nhé Được chưa 19 à 19 nhé Ok đấy, câu 19 vậy Câu 19 này nó khoai hơn Câu 19 nhé đấy, câu 19 này anh sẽ sử dụng uh, các bạn uh, một cái skill cho khoa của anh nhá anh sẽ sử dụng các bạn câu 19 này đấy câu 19 thì các bạn thấy nhá đầu tiên này hướng dẫn các bạn theo cách trách nhiệm nhá thì các bạn thấy là cái câu 19 này đúng không thì anh có là fx nhân với f của 2 chữ x thì anh cho hai thằng này bằng nhau đi thì anh được là f f bình x đúng không thì sẽ bằng là e mũ 2 là x bình trừ 4 x vậy mình căn bằng hai lên đúng nhỉ căn bằng hai lên thì bằng căn của e mũ 2 x bình trừ 4 x hay là chính là bằng e mũ bao nhiêu nhỉ Uh, rút gọn đi là bằng x bình nhé trừ cho 2x. Xong, đúng không nhỉ? Đấy. Bây giờ anh tính là f phẩy đúng không? f phẩy nhá. Đây có f phẩy đi. Nào. Thì f phẩy đúng không nhỉ? f phẩy thì tính đạo hàm ra thì nó bằng là 2x trừ cho 2 nhân cho e mũ x bình trừ h. Rồi bấm máy tính thôi. Vào máy tính nhá. Bây giờ cho tích phân là từ 0 đến 2 của x mũ 3 đúng không? x mũ 3 này trừ cho 3x bình này, được chưa? Nhân với f', f' là bao nhiêu đây? Là 2x trừ cho 2. Nhân với e mũ x bình trừ 2x này, được chưa? trên cho bao nhiêu đây? f(x) đúng không? f(x) là e mũ x bình trừ 2x. e mũ x bình trừ 2x. Mà thực ra triệt tiêu nhau đúng không? Thực ra triệt tiêu nhau rồi. Bằng -16/5. -16/5 16 đúng không? đi nhá. Đây. câu vận dụng cao nhá sao anh không chưa để thi thử à nhưng mà có để nào đâu để anh xem là có để là chủ nhật anh chữa nhá thấy chuyến này hầu như là các đề toàn là chữa đề kỳ một thôi hầu như là nói chung là cái gì nhỉ chữa đề kỳ một không có tích phân đấy toàn là toàn là chương chương một chương hai thế để xem là chủ nhật nhá thứ bảy chủ nhật thì anh sẽ chữa các bạn một cái đề để đi thử nhá, khảo sát xem. Chưa? Chưa mai chắc là anh đi học rồi hôm nay. Câu 19 nhá, thì anh sẽ hướng dẫn các bạn đây. Câu 19 này. Chắc là chỉ tối mai thôi, còn đi học nữa mà. Câu 19 nhá. Nào, đầu tiên các bạn sẽ phân tích này. Các bạn để ý này, à, bây giờ người cho là F0 bằng 1, đúng không? Thì hiện diện xét nhé thì anh có là f(x) nhân cho f của 2 trừ x đúng không? Thì bằng là e mũ 2x bình trừ cho 4x. Thì các bạn thử thay 0 vào đây. Anh thử thay 0 vào đây nhá, bởi vì đề cho là f0 bằng 1 đúng không? Thì các bạn thay 0 vào đây. Được chưa? Thay 0 vào đây. Thì anh có ngay là f0 này nhân với f của 2 thì bằng là e mũ gì đây? Thằng này bằng 0 đúng không? e mũ 0 nhá. Được chưa? Thay thằng e mũ 0 này. Đúng không? Vậy e mũ 0 thì bằng bằng 1. Đấy, mà thằng này cũng bằng bằng 1 đúng không? Để cho. Vậy tôi suy ra F của 2 bằng 1 nhá. Xong cái dữ kiện này rồi, đúng không? Rồi, bây giờ bạn sẽ đi phân tích cho anh cái cụm kia. Bên anh có ngay là y đúng không? Nó sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 2 của x mũ 3 trừ cho 3x bình nhân cho f phải x dx. Đúng nhỉ? Nào. <laughs> bây giờ mình đi phân tích nhá. Bây đặt u này. U và dv đây. Nào từng phần nhá u u nào mình xem xem u là nào đây là theo các bạn thì u là thằng nào đây các bạn thử comment nào u là thằng nào đây về nào nào u là thằng nào đây u nhá nào u thằng nào nhỉ x mũ 3 đúng không? Trừ 3x bình nhân với f phải x dx trên cho fx. Đúng không? Vậy u là nào nhỉ? U nào nhỉ Nó sẽ là thằng X cụ 3 Trừ cho 3 x bình Đúng không Là đa thức Đúng không nhỉ Là x cụ 3 nhé Trừ cho 3 x bình này Được chưa Còn thằng này là gì đây các bạn Thấy các bạn y e comment thế Được chưa Là bao nhiêu này F phải x Và thằng còn lại nhá DV là thằng còn lại Tức là bằng F phải DX Trên cho FX Xong chưa Đấy Vậy tương đương nhá Tương đương này Thằng này mình nên Để đạo hàm đúng không Đạo hàm Vậy DU Thì bằng gì đây Nào DU Thằng này đạo hàm là bằng 3x bình Đúng không? Trừ cho 6x 3x bình nhá, trừ cho 6x đi Xong chưa? Thằng này lấy nguyên hàm Đúng không? Vậy nguyên hàm thằng này thì bằng gì ấy? Nào Nguyên hàm của 1 trên fx thì bằng len của fx Đúng nhỉ? Bằng len của fx nhá Múa cột đi à? Múa cột mà chắc là từng phần thôi Múa cột thì không múa được Múa cột thì thực ra này vẫn là từng phần thôi mà Được chưa? Đấy, bây giờ theo nhá Bằng gì đây? U nhân V Đúng không? U nhân V Chưa Tức là x mũ 3 Trừ cho 3x bình Nhân với len của fx Chưa Thế cận từ 0 đến 2 Trừ VDU VDU Chưa Là tích phân là từ 0 đến 2 Của len nhá Len của fx này Chưa Nhân với 3x bình Trừ cho 6x Đi Xong chưa? Đấy Là các bạn thay rồi nhá Các bạn thay vào Bây giờ sẽ thay 2 ở đây Thay 2 nhá Câu này nó hơi phức tạp nhỉ Hơi phức tạp ấy Thế cận làm gì vậy anh Trời ơi Đây người ta gọi là thế cận đi em Rồi không biết thế cận nữa Đây nhá Mày thay không ở đây Thay không vào đây thì nó hết rồi Đúng không là bây giờ mình thay hai ở đây Mình thay hai vào đây nhá Thay hai vào đây thì nó F2 đúng không F2 thì bằng mấy F2 thì bằng 1 Đúng không Vậy là len của 1 thì bằng 0 Vậy thằng này không nhá Cụm này bằng không này Được chưa Đấy cụm này bằng không Còn cái đến cái cụm này này Đấy đến cái cụm này nhá Mình sẽ xử lý cụm này Vậy là còn là trừ Tích phân từ 0 đến 2 Len đối của Fx Nhân với 3x bình Trừ 6x à Chưa học đến à Chưa học đến thì thôi Đến đây ta ấn máy tính à Đến đây ấn máy tính kia rồi Còn đến đây ấn máy tính gì nữa Ok chưa nào bây giờ các bạn sẽ xử lý cái thằng tích phân từ 0 đến 2 len của fx. Đấy bây giờ xử lý cái này. Câu này hay phết được khoai. Khoai à? Chỗ mình xong rồi. Hết tuần sau thi à? Chào bạn, sẽ là tuyệt khi có em nhé. Đấy, đến cái chỗ này thì các bạn sẽ phân tích như nào để nó ra cái dữ kiện F0 thì bằng 1 đúng không? Dùng uh, A cộng B trừ X à? À, dùng cái đấy không được. Sao dùng A cộng B X được? Đấy tách nhân tử rồi thì không dùng được. Đấy, chắc câu này mình sẽ đi từng phần tiếp thôi. Chắc câu này mình sẽ đi từng phần tiếp. đặt hai lần à câu này chắc là mình đi từng phần tiếp thôi bởi vì ở đây nó xuất hiện là nhân tử chung bây giờ sẽ đưa ba ra ngoài nhé thì nó bằng là trừ 3 lần đúng không tích phân từ 0 đến 2 len của fx này nhân với cả x bình trừ cho 2x đúng không đấy đấy mình rút ba ra đây nhá được chưa mình rút ba ra thì anh gọi thằng này là A đi chẳng hạn thằng A nhá Thì sẽ bằng là trừ 3A đi Đúng không? Trừ 3A nhá Rồi thì anh sẽ A đi Nào A đúng không? A ở đây ấy, thì nó bằng là tích phân Từ 0 đến 2 Len của Fx Nhân cho x bình trừ cho 2x Đi Đấy thằng này Chưa <laughs> Len thằng này Thì thằng này chắc là mình sẽ đi từng phần tiếp rồi Đấy, đi từng phần tiếp Hoặc là mình sẽ dùng cái hàm là biết là đề cho nhá đề cho ở đây là fx nhân với f của 2 chữ x, đúng không? Đấy, còn cái dữ kiện này mình chưa xử lý rồi Là fx nhân với f của 2 chữ x Vậy sẽ đặt đi Đặt nhá Ờ, đặt uh, X đi thì bằng là 2 chữ t Đấy Bởi vì nó xuất hiện là fx nhân với f của 2 chữ x, đúng không? Thì bây giờ sẽ đặt x là bằng 2 chữ t đi Được chưa? Mình tính đạo hàm đi DX thì bằng là trừ DT Đổi cận nhá đổi cận này Đây là X, để t nào Thứ nhất là X bằng 0 và 2 X bằng 0 nhanh thay vào đây thì nó bằng 2 X bằng 2 nhanh thay vào đây thì bằng 0 Vậy thì đổi cận này nhé Là bằng gì nhỉ Đấy, nào đổi cận đi Hộ cho F0 với F2 Không bấm luôn á F0 với F2 á F0 với F2 sao bấm luôn được Mình đã tìm ra được Fx đâu mà bấm được rồi em Đúng không? Mình đã tìm nó FX đâu mà bấm luôn nữa Vậy mình đang tìm mà Làm sao mà bấm luôn nữa Đây nhá Thì nó đổi cận này đúng không? Đổi cận là từ từ 2 đến 0 Từ 2 đến 0 nhá Được chưa? Đấy Đổi cận là từ 2 đến 0 Đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ phân tích này Bây giờ mình đặt x là gì đây? Đặt x là 2 trừ 2 trừ t bình đúng không? Trừ cho 2 nhân với 2 trừ t bình Đấy, nhân với len của bao nhiêu đây? len của f f của 2 trừ t nhé f của 2 trừ t Đấy, d của đây như này đây đây là d của x đúng không thì là d của 2 trừ t Đấy, mình biến đổi hết ra như này nhá không chưa rồi bây giờ các bạn sẽ nhân phá ra cho anh nhân phá ra thì nó là tích phân từ 2 đến 0 của 2 trừ t bình đúng không thì các bạn nhận xét là cái biến t và biến x là như nhau Đấy, biến t và biến x như nhau Vậy chia bằng tích phân từ 2 đến 0 của 2 trừ x tất cả bình trừ cho 2 nhân với 2 trừ x nhân với len của f của 2 trừ x đúng không? d của 2 trừ x đến đến cái câu này khó phát các bạn chạy hết này chịu để nghe câu này phát là khó chạy hết đấy được chưa? đấy thì ban đầu ban đầu thằng này là a đúng không? mà thằng này cũng là a vậy anh sẽ cộng hai thằng này vào hiểu chưa các bạn? Đấy, thằng này cũng là a đúng không? mà thằng này cũng là a thì anh sẽ cộng gộp hai thằng này vào nhé Đấy, chúng ta lên bấm máy à Đúng đấy, câu này bấm máy như anh đúng không Vừa nãy anh hướng dẫn các bạn bấm máy đấy có một dòng thôi Câu này làm tự luận nó dài vẽ trưởng à Đây nhá Đây đúng không Thì đến đây đúng không, mình cái cộng lại này anh được là hai lần A 2 lần A thì bằng là tích phân từ 0 đến 2 à, Len của Fx đúng không Len của Fx nhé Nhân với x bình trừ 2x Dx Đúng không thằng này uh, sẽ cộng với gì nhỉ cộng với tích phân từ 0 đến 2 câu này á, uh, câu này uh, 9 cộng uh, 8 đến 9 nhé uh, từ của 2 chữ x bình đúng không trừ cho 2 lần 2 chữ x len của f của 2 chữ x này d của 2 chữ x nhé được chưa đấy câu này nói chung là nó phức tạp rồi đấy À nó vẫn là không đúng không? Từ từ 2 thì không nhé. Từ 2 thì không đúng không? Từ 2 thì không thôi. Từ 2 thì không nhỉ? Vậy nó là bằng tích phân từ 0 đến 2. Uh, Lên của fx đúng không? Nhân với x bình trừ 2x đi. Bây giờ mình sẽ đảo cận lại nhé. Đảo cận lại đúng không? Thì là uh, tích phân từ 0 đến 2. Đúng không nhỉ? Của x bình trừ 2x. Nhân với len của f của 2 trừ x. Được chưa nhân với d của x xong rồi thì đến đây các bạn sẽ cộng hai thằng này lại cộng hai thằng này lại nhé cộng hai thằng này lại thì mình nhận nhóm nhân tử chung vào được chưa? nhóm vào nhá thì nó sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 2 ờ, thì bây giờ nó có là x bình trừ hai x này nhân với len thằng này là cộng đúng không cộng lại thì là tích nhá tích nó chính là Fx nhân cho f của hai trừ x giờ dx mà d cho thằng này là bao nhiêu đây nó sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 2 của x bình trừ 2x. Để cho này là bằng len của bao nhiêu nhỉ? E mũ. E mũ bao nhiêu nhỉ? E mũ ở 2x bình đúng không? Trừ cho 4x. Đấy. <laughs> Được chưa? Vậy thằng này bằng tích phân từ 0 đến 2 của x bình trừ 2x. Len của thằng này đúng không? Thì bằng là 2x bình trừ 4x. Đấy. Rồi tới đây bấm máy tính nhá. Xem ra bao nhiêu đây. từ đây bấm máy tính nhé tích phân từ 0 đến 2 của x bình trừ 2x nhân với 2x bình trừ 4x 32 phần 15 á 32 phần 15 đúng không được chưa 32 phần 15 nhưng mà đến đây chưa xong luôn nhá chưa xong đúng không vậy đây là gì đây đây là xuất hiện là gì đây trừ 3 lần a trừ 3 lần a nhá đấy các nhìn chưa đến đây là chưa xong đâu nhá được không? Đây là còn 2 lần A nữa này 2 lần A này Từ đây suy ra A thì bằng là 16 phần 15 Đúng không? A 16 15 Nhưng mà đây Xuất hiện đúng nhỉ? Trừ 3A Vậy đó trừ 3 lần A Thì bằng là 16 phần 15 Từ đây suy ra A thì bằng là Cái này mình chia đúng không? Trừ lên Trừ lên nhỉ? 16 và 15 đúng không? Trừ lên nhé. À, này. giải là câu này chắc hết 1 phần 3 thời gian này. xem là hết 1 3 thời gian thật đấy. Kiểu lâu ấy. Lâu ấy, lâu ấy. Trừ, nói chung là trừ 16 Trừ 16 phần 15 nhé Trừ 16 này Trừ 3 là nhân 3 lên nữa Trừ 3 đây là trừ 5 16 phần 5 nhé 16 phần 5 2 <laughs> <Hai> mặt <laughs> Bao nhiêu nhỉ Nó phải là 2 mặt đấy 2 mặt 2 mặt Ờ, hai mặt, hai mặt. Oh, hai mặt. <laughs> Câu này bấm máy thì chắc là mất một dòng Còn làm tự luận thì hai mặt Anh có nổ được không á Anh vẫn bình thường mà Nhưng mà anh thấy nữa, các bạn bấm máy thì vẫn nhanh hơn đúng không Đây bấm máy có đúng một dòng thế này thôi Bấm máy có đúng một phần này thôi mà làm tự luận nó thẳng một mặt Hai mặt luôn đấy Hai mặt luôn đấy Câu này là câu 8 cộng rồi nhá Nói chung là từ má 8 đến 9 Nó ở mức từ 8 đến 9 câu 20 trông ghê vậy à? Câu 20 Nó phải là hai cái mặt đấy nữa nhỉ? Anh dậy bởi máy đi mà muộn á? Vừa nãy anh dậy bởi máy mà Câu 20 là khoai hơn đấy Thôi nhá Nghỉ hôm sau đi à? Hôm sau ấy nhá Hẹn gặp lại vào buổi sau nhé Bạn nào muốn đăng ký học thì các bạn nhấn qua tiktok cho anh nhé Xem lại đâu à? Xem lại ở ITB ITB anh Hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhé chưa Chúc các bạn buổi tối vui Vẻ Từ nãy giờ quên nó sạch